Dũng của Đất Phú Yên chào tất cả những anh em đam mê chim cu ấy. Hôm nay mình sẽ đưa lên cho anh em xem một con bói đồng cắn thổ mộc gục, gọi là mộc hậu nha anh em. Con này thì trong nhóm anh em chiến hậu bắt được một tháng thôi, thì nó là một con đồng cắn thổ lông đen cườm đen, đa số là cườm đen thôi, cườm rất đẹp nha anh em. Và vừa đây là đè gáy rồi, xuyên gáy rồi, nhưng mà xuyên gáy là gáy kiểu không có người nó mới gáy nha anh em, chưa thấy mình thì nó chưa gáy đâu. Và nó là nói vừa cái nước á, dặm 1, dặm 2 đầy đủ. Và bắt con chim này thì nói chung là vào trong cây là nói chung là chỉ là biết là thúc là nó gù thôi. Còn ra ngồi là rớt vào cây nào là mọc hai trang, xong là thúc dặm 1, dặm 2, dặm 1, dặm 2. Rồi nói chung là vào trong cây thì chỉ biết là nó không có quan tâm gì tới con lông của mình đâu nha anh em. Chỉ là nghe hơi con lông mình chơi thôi, là nó chỉ từ sau lưng hoặc trên đầu lông hoặc là xuống canh ở dưới là chỉ biết gu thôi, theo một nghe trời mà bắt được. Ở trên núi rừng già của Sông Hinh thuộc giáp ranh của rừng cấm rồi, thì vừa này thì con này thì chững chạc dạng nha anh em, không có từ khi bác vừa bỏ trong cái lồng sắt đơn giản này thôi, nuôi khu bổi thôi, và cũng ăn lúa và bò cơ, thì nó đa số nó ăn lúa thôi, thì phân rất là chất. Và lông lé thì chưa có thấy một con lông nào của bộ lông của nó hết á, còn nguyên bộ lông rừng. Còn cơm thì anh em nhìn bộ cơm này, có cơm tơ luôn nha anh em. Để từ từ đút mấy gân quẻ nó hơi sợ một tí, anh em đợi một tí. Rồi thì mỏ nó thì giống rất là đẹp, bóng rạnh thôi nha anh em. Còn dàn cơm như cái đầu mặt nó thì thớ hiện một con chim, thì anh em nói chung là nuôi 5-3 con bói thì nhiều lúc 5-3 con bói đó nó không bằng một con bói, thì thè mình chọn mình nuôi một con thôi xứng đáng hơn, chăm sóc nó được kỹ hơn và thoải mái cho mình hơn. Thì đó là quan điểm của mình, còn tùy vào anh em thôi. Rồi đấy là vừa cái đục chơi nó, còn bộ lông quy nó thì tuyệt vời nha anh em, đếm rất là dày. Cườm thì lên trên này rất là đẹp, không dú ốp nha anh em, đồng cườm lên cườm đen ác. Rồi đó là nói về phần cườm, còn bộ chân nó thì từ từ nha anh em. Bộ chân thì hai bên là nhân rất điêu. Đó, anh em nhìn kỹ, nhiều anh em rất là quan niệm cái vấn đề là nhơn. Một bên nhơn, một bên số chậu á. Một bên không điều á, gọi là số chậu. Thì anh em mồi thì không tính. Mồi thì là đẻ thân rồi không tính, nhưng mà anh em chọn những con chim thì bổi đỡ nuôi lên thì cố gắng chọn nhơn cho điêu, để trong quá trình tập hạt chơi nó không có sập sình, nó trứng nha anh em. Đó là từ lớp trước, những bậc đi trước họ đúc kết lại, họ nhìn nhận thì mình phải không có chống được nha anh em, phải học hỏi. Và có những cái mình thấy đúng thì mình phải áp dụng thôi. Chừng đẹp nha anh em, to vặm nhơn hai bên điêu, đống ngón là thắt cườm lẻ cổ rất dài nha anh em, cặp mắt rất hung, cái lưng thì ôm kín lưng không hở lưng. Chim này ngọc đẹp, nói chung là dàn lông
lưng nó thì anh em không cần suy nghĩ rồi. Rồi mình cũng xin chào hết tất cả những anh em nào vừa xem cái video của con đồng cắn thổ mọc hậu rất là cứng ngu và có dầm 1, dầm 2 này của mình nha. Đánh giá nhìn nhận thì tùy thuộc vào mỗi anh em có kinh nghiệm nhìn nhận khác nhau. Rồi mình xin chào anh em. Rồi giờ nó cũng đầy sẵn rồi, mình sợ nó phun. Rất đẹp nha anh em. Rồi chào anh em.